chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Kết nối Y tế kỳ 6 đang được phát hình trên kênh VTV Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình kỳ này xin được trở lại với chủ đề bệnh đột quỵ ở người trẻ. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ cung cấp về nguyên nhân gia tăng tỷ lệ đột quỵ não ở người trẻ tuổi, chỉ ra các yếu tố nguy cơ, cung cấp thông tin thêm về cách phát hiện bệnh sớm, cách điều trị hiệu quả và phòng ngừa đột quỵ tái phát ở người trẻ tuổi. Hãy cùng chúng tôi chào đón hai vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ. Xin chào Mỹ Ngọc, kính chào quý khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Quốc Sĩ, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ. Xin chào chị Mỹ Ngọc, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được cảm ơn sự hiện diện của hai vị khách mời đã có mặt trong buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì ban thư ký của chương trình cũng đã rất sẵn sàng để tiếp nhận những thắc mắc cũng như là câu hỏi của quý khán giả gửi về thông qua hai số máy đang được hiển thị trên màn hình: 0786903930, 0787903930. Và cũng thông qua hai số máy này thì quý khán giả có thể gửi tin nhắn thoại hoặc là gọi điện cho chúng tôi thông qua ứng dụng Zalo. Và chúng tôi xin được cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cùng phối hợp thực hiện chương trình này. SIS Việt Nam ra đời với sứ mệnh cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ. Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ y khoa hàng đầu trên thế giới trong cấp cứu, can thiệp đột quỵ, tim mạch, tầm soát ung thư. Bệnh viện đột quỵ tim mạch SIS Cần Thơ mang đến chất lượng chuẩn quốc tế trong chẩn đoán, điều trị đột quỵ cho người dân miền Tây và Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ. Thưa quý khán giả, theo giới chuyên môn thì bệnh nhân đột quỵ não trẻ tuổi được giới hạn ở độ tuổi là dưới 40. Có thể trong suy nghĩ của nhiều người thì căn bệnh đột quỵ chỉ thường xảy ra ở những người cao tuổi. Những trường hợp đột quỵ từ 40 tuổi trở xuống thì khá hy hữu. Thực tế trong số bệnh nhân đột quỵ, điều đáng nói hơn là trên thế giới cũng như ở nước ta hiện nay thì số trường hợp đột quỵ trẻ tuổi đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Và về điều này thì tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường sẽ cung cấp thêm thông tin về thực trạng này. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn Mỹ Ngọc. Kính thưa quý khán giả, thì theo cái cách nghĩ thông thường á, thì đa số trong cộng đồng chúng ta thì người ta nghĩ rằng là đột quỵ chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà thôi, người trẻ không mắc mớ gì tự nhiên bị đột quỵ. Tuy nhiên thì thực tế về thực hành lâm sàng đó thì chúng tôi gặp rất là nhiều bệnh nhân đột quỵ ở lứa tuổi trẻ dưới 40 tuổi và thậm chí có rất nhiều trường hợp là trẻ em. Tại sao như thế thì chúng ta nên nhớ rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề đột quỵ. Mà trong thời gian gần đây đó thì chúng tôi ghi nhận là có một cái sự gia tăng rất là đáng kể, rất đáng báo động đối với cái tình trạng đột quỵ ở người dưới 40 tuổi. Có thể do nhiều nguyên nhân. Nhưng mà chúng tôi ghi nhận thì cái tỷ lệ đột quỵ dưới 40 tuổi theo thống kê hơn 100.000 trường hợp tại SIS Cần Thơ thì cái số lượng này khoảng cỡ trên dưới 5%. Mà trước đây, cách đây 5 năm đó, thì cái số lượng này chắc chắn là thấp hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu một cách sâu hơn về cái vấn đề này trong cái chương trình này. Xin được cảm ơn bác sĩ Trần Chí Cường ạ. Thưa quý khán giả, như bác sĩ Cường vừa chia sẻ thì chắc hẳn quý khán giả cũng đã phần nào hình dung ra được đã có rất nhiều người trẻ phải đối mặt với căn bệnh đột quỵ, một căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong và để lại nhiều di chứng nặng nề. Và trong clip sau đây với những ghi nhận thực tế thì càng cho thấy rõ bệnh nhân đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Sáng giờ chị thấy trong người sao rồi? Chóng mặt nhức đầu. Rồi, được rồi, cho bác sĩ hỏi là lúc ở nhà bị sao mình chạy vô bệnh viện rồi chị ơi? Nó bị chóng mặt nhức đầu rồi, nó tê nửa người. Chóng mặt nhức đầu, tê nửa người bên trái ha. Rồi cái tình trạng này là kéo dài bao lâu mình mới chạy vô bệnh viện? Hay là chạy vô liền luôn, 2 ngày rồi? Nhức đầu bị là dạ em có nghi ngờ thì ta biết. Mà em nghĩ là người lớn tuổi hay bị đó không? Chứ trẻ tuổi thì như sức đề kháng này kêu mình nó mạnh gì đó, em cũng không nghĩ là cái bệnh đó. Vì bệnh nhân chỉ mới 28 tuổi, nên người chồng này không tin là đột quỵ có thể xảy ra với vợ mình. Và vì không tin, nên anh dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu của bệnh và đưa vợ nhập viện muộn. Trên thực tế, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Đến nay, trong cộng đồng vẫn còn phổ biến cách nghĩ đột quỵ là bệnh chỉ xảy ra ở người cao tuổi.
Nè nè, nhìn hai tay, nhìn đứt qua đây coi. Rồi đứt qua đây. Rồi được rồi, giờ tốt rồi. Cách đây vài hôm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cấp cứu một bệnh nhân 33 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não. Điều đáng nói là cả vợ và cha ruột của người bệnh đều không nghĩ về nguy cơ đột quỵ, dù trước đó anh có bệnh nền và bị tăng huyết áp trong nhiều năm. Trong mấy năm nay là có uống thuốc gì không? Dạ không. Không uống thuốc được gì hết. Có uống thuốc huyết áp không? Dạ không. Kêu anh uống thuốc mà nói chịu khỏi uống, uống đâu có gì đâu uống. Tình trạng của này của ổng là bị xuất huyết não. Dạ. Suy thận rất là nặng. Ha, do cái suy thận nặng nó làm huyết áp ổng cao, nó gây xuất huyết não. Khối xuất huyết cũng khá là lớn, đang theo dõi. Nếu như máu tiếp tục nó chảy trên não là mình phải mổ. Tôi nghĩ con tôi nó còn sức lực, tôi không nghĩ nó cái chuyện bị đột quỵ đâu. Nó cái sự đó ra bác sĩ là nói là tôi chấn hưởng liền, giật mình liền đó. Đột quỵ không chỉ xảy ra ở những người là lao động chính, trụ cột của gia đình, mà ngay cả một số trẻ nhỏ cũng phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm này. Ngày 18 tháng 3, Bệnh viện Quốc tế ở Ít cũng tiếp nhận một trường hợp, một cháu bé nam 7 tuổi, được chuyển từ bệnh viện khác đến, trong một tình trạng hôn mê, đã được đặt ống nội khí quản, và bé được chụp CT có bơm thuốc, thì bị xuất huyết do dở dị dạng mạch máu não. Và mặc dù bác sĩ cố gắng cấp cứu, can thiệp, bít luôn cái chỗ chảy máu này, nhưng mà do cái tình trạng máu chảy lúc đầu quá nhiều, phù não lan rộng, rất là đáng tiếc, không có cứu được. Thì đây cũng là một trường hợp bé gái 13 tuổi vào viện trong cái tình trạng lơ mơ và liệt nửa người bên trái. Bé cũng bị dở dị dạng mạch máu não và bé được cái ekip can thiệp mạch não, bít cái chỗ chảy máu đó lại. Do cái xuất huyết não nó, lúc đầu nó chảy quá nhiều, cho nên làm cho cái não mình nó bị phù và nó tăng áp lực. Thì sau đó thì bác sĩ ngoại thần kinh tiến hành mở sọ để làm giảm cái áp lực và cái phù sưng của cái não. Điều trị 2 tuần thì bé gần như hồi phục hoàn toàn. Câu chuyện của những bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng đột quỵ có thể xảy ra tại mọi thời điểm trong cuộc đời và đột quỵ không loại trừ một ai. Quý khán giả thân mến, tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Quốc Sĩ, trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ và cũng là bác sĩ đã khám cho bệnh nhân xuất huyết não trong clip vừa rồi. Khoa cấp cứu là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ. Và chúng tôi muốn nhờ bác sĩ có thể cho biết thêm là thường những bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi có được đưa đến bệnh viện chuyên khoa một cách kịp thời không ạ? Xin chào chị Mỹ Ngọc. Thì trong thời gian vừa qua thì cái lượng bệnh mà đột quỵ nhập tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS là nó gia tăng. Và nó là gia tăng khá là nhiều. Và cái tỷ kèm theo đó thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà đột quỵ trẻ dưới 40 tuổi thì nó cũng là gia tăng theo. Và một cái điều đặc biệt nữa là những bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi thường là nhập viện với tình trạng là nó đã quá cái thời gian vàng. Tức là cái thời gian mà có thể can thiệp hiệu quả cho bệnh nhân đột quỵ. Cho nên là đa số những bệnh nhân trẻ nhập viện như vậy thì nó sẽ để lại những cái tàn tật, những cái di chứng về đột quỵ cho bệnh nhân. Và tụi tôi trong quá trình mà thăm khám thì cũng hỏi một số nguyên nhân thì đa số là bệnh nhân nghĩ là mình còn khỏe, đa số nghĩ là sức đề kháng tốt. Cho nên là người ta nghĩ là trúng gió thôi, người nhà thì cứ đè là cạo gió, rồi cái chích lễ rồi chờ nó hồi phục. Tuy nhiên là đã bị đột quỵ rồi thì những cái biện pháp đó là nó không hiệu quả và nó làm mất cái thời gian quý báu của bệnh nhân. Và cái nó dẫn tới tình trạng là đến trễ giờ vàng. Và cũng một số trường hợp nữa là bệnh nhân thấy bị tê tê yếu yếu nhẹ nhẹ thôi, đã bị đột quỵ rồi. Nhưng mà bệnh nhân lại bận công việc, tại vì đang lứa tuổi mình đang công việc, mình đang làm là người lao động chính của gia đình. Mình phải làm cho xong công việc mình mới đi. Thì khi mà mình làm xong công việc rồi thì cái đột quỵ nó trở nặng đi. Dạ. Nó bị liệt tay liệt chân đi. Và chính vì tình trạng đó và nó làm cho mình trễ mất cái thời gian quý báu để có thể cứu chữa đột quỵ kịp thời. Và một cái nguyên nhân mà cũng thường gặp bệnh nhân đột quỵ mà tôi có thấy trong thời gian này nó gia tăng nữa là những cái tình trạng mà đột quỵ do sử dụng cái chất về kích thích, chất ma túy hoặc là rượu bia. Khi mà mình say thuốc hoặc là say rượu bia thì người nhà cứ nghĩ là mình đang ngủ, nhưng mà thực tế là bệnh nhân đó đang bị đột quỵ và khi mà phát hiện ra thì nó đã quá muộn rồi.
Dạ. Thì đó là những cái trường hợp mà thường gặp ở tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Quốc tế thì đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ với những thông tin rất là đáng lưu tâm vừa rồi ạ. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Kết nối y tế kỳ thứ 6 có chủ đề Bệnh đột quỵ ở người trẻ tuổi. Chương trình đang được phát hình trên kênh VTV Cần Thơ, Đài truyền hình Việt Nam. Quý khán giả thân mến, bệnh đột quỵ não giờ đây đã không còn xa lạ gì so với cộng đồng. Và khi nghe nói tới đột quỵ ở người trẻ tuổi thì nhiều người lại có sự quan tâm đặc biệt hơn. Trong quá trình thực hiện các clip thì chương trình đã ghi nhận được một số thắc mắc có liên quan đến tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi. Và xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi câu hỏi đầu tiên ạ. Tôi tên Dương Khải Hoàng, ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tôi nghe nói người lớn tuổi khi bị đột quỵ cần phải đến bệnh viện sớm kịp thời trong khoảng thời gian vàng. Như vậy đối với những người trẻ khi bị có cần đến kịp thời và khoảng thời gian có giống như người lớn tuổi hay không? Xin được cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng. Và quả thật đây là một câu hỏi khá là thú vị. Thứ nhất là bà con mình đã biết được quan tâm nhiều hơn đến cái thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ. Còn thứ hai là liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đã nhắc ở phần đầu chương trình. Đó chính là người trẻ thì thường có thói quen là chủ quan với những bất thường của sức khỏe cũng như là rất là ỷ lại trong cái việc hồi phục sau bệnh tật. Đối với đột quỵ não ở người trẻ tuổi thì chúng ta cần phải hiểu đúng như thế nào về thời gian vàng ạ, thưa bác sĩ Cường? Vâng, cảm ơn Mỹ Ngọc. Cảm ơn bạn Hoàng đã có câu hỏi rất là hay vừa rồi. Thì nếu như tất cả những người trẻ mà cũng có cái chung câu hỏi này cũng như là quan tâm đến chương trình này thì tôi nghĩ rằng là cái số lượng bệnh nhân đột quỵ ở người trẻ chúng ta sẽ được cứu sống nhiều hơn và bệnh nhân sẽ có cơ hội được phục hồi tốt hơn. Thì quay lại phần nội dung câu hỏi thì đối với người trẻ hay là người lớn tuổi, tất cả mọi người nói chung khi bị đột quỵ thì cái thời gian vàng đó chính là được so sánh không phải là vàng bạc mà đó chính là não. Có nghĩa là nếu chúng ta càng kéo dài cái thời gian từ lúc bệnh nhân có triệu chứng đầu tiên của đột quỵ cho đến lúc đi vào bệnh viện được điều trị đúng chuyên khoa thì cái thời gian đó được cân đong đo đếm không phải là bằng giờ, bằng phút, bằng giây mà đó là bằng tế bào não. Chúng ta cứ có tính một cách thế này, một phút trôi qua thì bệnh nhân đột quỵ sẽ mất đi 2 triệu tế bào thần kinh. Và nếu như chúng ta cứ thế mà nhân lên thì cái thời gian vàng đó thì nó chỉ cho phép 4 giờ rưỡi đối với cái phương pháp điều trị tan cục máu đông và tối đa là 6 giờ đối với các phương pháp điều trị lấy huyết khối bằng can thiệp trong lòng mạch. Do đó thì ngoài cái thời gian 4 tiếng rưỡi đối với thuốc tiêu xuyên huyết cũng như là ngoài thời gian 6 giờ đối với những cái trường hợp tắc mạch máu lớn mà cần phải can thiệp tái thông thì bệnh nhân sẽ tăng nguy cơ tỷ lệ tử vong và tăng cái khả năng sẽ có cái đời sống thực vật kéo dài cũng như là tỷ lệ tàn phế nói chung. Và bệnh nhân càng đến sớm thì cái khả năng phục hồi, khả năng tiên lượng của bệnh nhân là càng tốt. Thì điều này đó thì phần lớn là chúng ta nhắc đến thời gian vàng đó thì áp dụng một cách gần như là khuôn mẫu đối với cái đột quỵ nhồi máu não. Còn tuy nhiên đối với nhóm thứ hai là trong trường hợp xuất huyết não thì cái thời gian vàng nó không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên thì cái trường hợp xuất huyết não thì cái nguy cơ tử vong và tiên lượng phần lớn là tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây xuất huyết, là giống như cái tình trạng cái clip chúng ta vừa thấy. Có nghĩa là với những nguyên nhân do dị tật, dị dạng mạch máu não thì cái lượng máu nó chảy ra thường rất là nhanh. Và thậm chí cái vấn đề điều trị khẩn cấp không phải là 4 giờ, 6 giờ nữa mà là càng sớm càng tốt để có thể cầm máu kịp thời để cứu sống bệnh nhân. Đây là một cái điều vô cùng ý nghĩa. Và tôi nhấn mạnh một lần nữa thì với cái đối tượng người trẻ chúng ta lại càng cần cái thời gian cứu chữa một cách nhanh nhất, một cách nói chung là tốt nhất trong cái khoảng thời gian vàng cũng như là người lớn tuổi, chứ không có một cái ngoại lệ nào cả về cái bộ não của người trẻ. Giống như chúng ta quan niệm là có thể phục hồi tốt hơn, do đó thì mình có thể điều trị trễ hơn, thì đây là cái quan niệm hết sức là sai lầm. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Chí Cường ạ. Và ngay sau đây thì Mỹ Ngọc xin được kết nối điện thoại với một khán giả đang có nhu cầu giao lưu cùng hai vị diễn giả. Alo, chương trình Kết nối y tế, xin chào quý khán giả ạ. Dạ alo, chào MC Mỹ Ngọc và chương trình. Chào chị ạ. Tôi tên là Thanh Thủy, ở Thái Lai của Cần Thơ. Cho tôi hỏi thăm bệnh đột quỵ ở người trẻ thì thường có những dấu hiệu như thế nào? Và nếu mình đi khám thì kiểm tra sức khỏe định kỳ thì có phát hiện được bệnh này sớm hay không?
Xin cảm ơn chương trình ạ. Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Thủy và xin chuyển câu hỏi chị Thủy cho bác sĩ Quỳnh Quốc Sĩ có thể giúp chị Thủy giải đáp thắc mắc ạ. Xin cảm ơn chị Thanh Thủy về câu hỏi vừa rồi. Thì đầu tiên thì chị hỏi là cái dấu hiệu về để nhận biết bệnh nhân đột quỵ. Thì đối với tất cả các bệnh nhân đột quỵ, người trẻ hay già gì cũng vậy, thì cái dấu hiệu mà nhận biết đột quỵ thì nó gần như là giống như nhau. Thì tôi xin nói lại một số cái dấu hiệu để có thể nhận biết đột quỵ. Thì thứ nhất đó là bệnh nhân có thể là có triệu chứng là méo miệng, đột ngột bệnh nhân méo miệng một bên. Hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu là đột ngột bệnh nhân nói khó và không nói được, không phát âm được, hoặc là không nghe hiểu được lời nói. Hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu là yếu tay chân một bên. Thì đó là ba cái dấu hiệu là méo miệng, nói khó và yếu tay chân một bên là ba dấu hiệu thường gặp nhất trong bệnh nhân khi mà bệnh nhân bị khởi phát đột quỵ. Tuy nhiên thì có một số cái dấu hiệu mà nó cũng có thể gặp trong bệnh nhân đột quỵ, đó là bệnh nhân có đau đầu dữ dội, bệnh nhân có nôn ói, nôn vọt và bệnh nhân chóng mặt. Thì khi mà có những cái triệu chứng đột ngột như vậy, đau đầu, nôn ói, nôn vọt, chóng mặt dữ dội, hoặc là bệnh nhân yếu tay chân, méo miệng, hoặc là bệnh nhân nói khó, thì chúng ta nên đi tới cơ sở y tế gần nhất là có đủ các phương tiện điều trị về đột quỵ để chúng ta thăm khám và để chẩn đoán sớm để điều trị được đột quỵ cho nó hiệu quả và kịp thời. Và cái phần thứ hai chị đề cập đó là khám định kỳ có thể phát hiện được điều trị sớm đột quỵ hay không. Thì cái đây là xin nhấn mạnh lại một lần nữa là cái việc mà khám sức khỏe định kỳ nó rất là quan trọng. Quan trọng trong cái việc là chúng ta phát hiện tất cả những cái yếu tố nguy cơ để có thể dẫn tới bệnh đột quỵ. Đột quỵ là một cái bệnh mà nó diễn tiến một cách, những cái yếu tố nguy cơ đó dẫn tới đột quỵ nó diễn tiến một cách âm thầm, và có những yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, như là đái tháo đường, như là những cái dị tật mạch máu não, thì chúng ta phải đi tầm soát thì chúng ta mới có thể phát hiện được. Và một số cái tăng huyết áp nó cũng không có triệu chứng gì cả và nó diễn tiến âm thầm là nó sẽ có thể dẫn tới đột quỵ nếu chúng ta không có phát hiện sớm. Cho nên là cái việc khám sức khỏe là rất cần thiết. Đối với những người mà chưa từng bị gì hết, chưa từng có những cái bệnh lý nền, chưa có tăng huyết áp, chưa có đái tháo đường, thì chúng ta ít nhất một năm chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ một lần để tầm soát những yếu tố về đột quỵ. Còn đối với những bệnh nhân mà đã có bệnh lý nền rồi, có tăng huyết áp rồi, có đái tháo đường rồi, thì chúng ta nên đi tái khám theo cái hẹn của bác sĩ chuyên khoa để chúng ta kiểm soát tốt huyết áp, kiểm soát tốt đường máu, kiểm soát tốt mỡ máu để ngăn ngừa được những cái biến chứng lâu dài đó là đột quỵ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Chương trình đến thời điểm này đã nhận được nhiều câu hỏi của quý khán giả gửi về thông qua các số máy của chương trình. Xin được đọc câu hỏi của khán giả Lâm Văn Ẩn ở thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng. Câu hỏi có nội dung: tôi có thắc mắc như vậy. Sau người bệnh đột quỵ nhập viện, có người thì được chụp CT, còn có người thì chụp MRI. Khi chụp như vậy thì có thấy được gì trên đầu không thưa bác sĩ? Câu hỏi này xin mời bác sĩ Cường có thể giải đáp cho khán giả. Xin cảm ơn câu hỏi của khán giả Ẩn ở Sóc Trăng. Thì khi một trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ vào phòng cấp cứu, thì chúng ta ngoài cái việc thăm khám lâm sàng để gợi ý chẩn đoán những triệu chứng giống như bác sĩ Sĩ đã trình bày, thì tôi xin phép được chia sẻ thêm trong trường hợp là bệnh nhân có những cái cơn động kinh, đặc biệt là ở người trẻ hoặc là trẻ em, nghĩa là trước đây những người đó hoàn toàn bình thường, tự nhiên là lên cơn co giật, động kinh, mất ý thức, tiêu tiểu không tự chủ, cắn răng, cắn lưỡi gì đó, thì đó là một trong những cái dấu hiệu rất là điển hình của một cơn động kinh. Và nếu xảy ra ở người trẻ chưa từng bị lần nào thì nó gợi ý hai khả năng. Thứ nhất đó là những cái dị tật, những cái dị dạng mạch máu não. Khả năng thứ hai là nhiều khi là bệnh nhân có những khối u trong não. Và khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu thì ngoài cái vấn đề thăm khám, gợi ý chẩn đoán, chúng ta phải làm cận lâm sàng. Thì có hai cái cận lâm sàng rất là phổ biến, đó là CT và MRI, giống như chúng ta đã nghe rất nhiều. Thì về bản chất á, thì đây là hai cái chẩn đoán, hai cái phương pháp hoàn toàn có thể phát hiện được bệnh nhân này có đột quỵ hay không. Tuy nhiên thì với cái CT thì bản chất của nó là dùng cái TX, do đó thì rất là nhạy, rất là dễ để phát hiện bệnh nhân có cái vấn đề là chấn thương sọ não cũng như là bị xuất huyết não chẳng hạn, thì CT rất là dễ chẩn đoán. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta muốn quan sát cái hệ thống mạch máu não trên CT thì chúng ta phải bơm cái thuốc cản quang. Đây là một trong những cái khó khăn lớn
có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề là kéo dài cái thời gian chụp, cũng như là kéo dài cái thời gian chúng ta phải giải thích gia đình, tại vì bơm thuốc cản quang thì nó có khả năng gây ra cái dị ứng thuốc. Và chính vì thế thì cái phương pháp lựa chọn thứ hai chúng ta có thể khắc phục được cái việc đó, đó là chụp cái MRI, hay là chúng ta gọi là cộng hưởng từ. Thì về bản chất á, thì MRI nó dùng cái từ trường thì bệnh nhân có thể không cần phải dùng cái thuốc cản quang, chúng ta vẫn có thể thấy được xuất huyết não, nhồi máu não, cũng như là thấy được cái hệ thống mạch máu não nếu như cái MRI của mình cái từ trường đủ mạnh. Giống như tại SS Cần Thơ thì chúng ta dùng cái từ trường 3 tesla, trên máy MRI 3 tesla, thì phần lớn các trường hợp thì chúng ta không cần phải tiêm thuốc, chúng ta có thể thấy được hết tất cả hệ thống mạch máu não, giúp cho các bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị chẩn đoán khá là thuận lợi. Và nói chung thì hai phương pháp này đều có thể có cái vai trò trong chẩn đoán đột quỵ, và chúng ta cần tối thiểu một trong hai là có thể điều trị được cho bệnh nhân đột quỵ. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý khán giả, so với trước đây thì ngày nay y học đã đạt được rất nhiều những tiến bộ vượt bậc trong chẩn đoán điều trị bệnh đột quỵ. Nhờ vậy đã giúp nhiều bệnh nhân đột quỵ đã thoát khỏi cửa tử, trong đó có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi thoát chết và sau đó phải nỗ lực rất nhiều để trở về cuộc sống bình thường. Người bệnh đột quỵ trẻ và cả thân nhân của họ nữa đã cảm thấy rất là tiếc nuối, bởi vì trước đó không quan tâm nhiều đến căn bệnh, được xem là vấn đề sức khỏe của cả cộng đồng. Cách đây gần 2 năm, việc anh Sơn Ngọc Tài, 28 tuổi, bất ngờ bị đột quỵ khiến người thân và nhiều bà con ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh không khỏi lo lắng bàng hoàng. Nỗi đau của người trong cuộc càng nhiều hơn mỗi khi nhớ lại những dấu hiệu bất thường từng được báo trước. Đi học cũng có xỉu nữa, xỉu mà nằm chút tỉnh nó tỉnh lại à. Khi sau đi nghĩa vụ cũng xỉu lần nữa. Khám với bác sĩ nó có triệu chứng thiếu máu não, mà ý y cũng đâu có đi khám đi gì đâu. Rồi đi xuất ngủ về cũng đi làm công ty về. Cái cũng mấy 4-5 năm á, mới bị hồi đợt rồi thì là xỉu nữa. Xỉu tưởng đâu ngủ nằm chút là nó tỉnh, rồi nó không có tỉnh. Vì đến với bệnh viện chuyên khoa khá muộn, nên thời gian sau điều trị, anh Tài phải ngồi xe lăn, sức khỏe thể chất và tinh thần đều suy giảm. May mắn là qua những lần tái khám, anh được các thầy thuốc tận tình chăm sóc, gia đình cũng luôn kề cận hỗ trợ mọi mặt, nên anh Tài hồi phục khá nhanh. Với những ai quan tâm đến bệnh đột quỵ, anh đều sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình như một bài học kinh nghiệm thấm thía về chăm sóc sức khỏe cho người trẻ tuổi. Con mới có mười mấy tháng à, bệnh mà ngồi xe lăn nó buồn lắm. Suy nghĩ nhiều lúc mình biến, nhiều lúc muốn sống á. Khi uống thuốc bên bệnh viện ít thấy nó cũng khỏe, chạy xe đi giao hủ tiếu này kia là chạy đi được bình thường à. Đi mua đồ ở chợ đồ á là đi bình thường à. Chỉ giữ ở nhà phụ giữ con đồ á, rồi bán này kia cũng phụ mẹ vợ làm á, nói chung là làm gì cũng được, cũng thấy vui. Gần 3 năm trước, gia đình ông Lê Chiến Thắng cũng từng một phen hốt hoảng vì con trai út sinh năm 2000 bỗng dưng bị đột quỵ nhồi máu não. Ban đầu vì cứ nghĩ con bị bệnh thông thường nên ông Thắng đưa vào bệnh viện huyện rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh, cuối cùng thì cũng đến được với cơ sở điều trị chuyên khoa. Nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng người cha vẫn không nguôi nuối tiếc. Ông tiếc vì con không được chữa trị trong giờ vàng, và càng tiếc hơn khi đã không nghiêm khắc điều chỉnh những thói quen nguy hại của con trai. Cái nguyên nhân dẫn đến là cái tai biến mạch máu não đột quỵ là nhỏ thức khuya nó chơi game, là kiểm soát nó không được, vì nó ăn đồ rán á. Tôi đọc trên cái thông tin tìm hiểu về khoa học á, thì ăn đồ rán, đồ chiên đó, thức khuya đó, dầu mỡ nhiều, nó nguyên nhân chính là dẫn tới nghẽn mạch máu não. Sau 6 tháng bảo lưu kết quả để điều trị bệnh, con trai của ông Thắng đã trở lại trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự sống được hồi sinh khiến người thanh niên trẻ tuổi quan tâm nâng niu sức khỏe của mình. Hơn ai hết, anh biết rõ, với người từng bị đột quỵ, có khi may mắn chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Kết nối Y tế kỳ 6 với chủ đề Bệnh đột quỵ ở người trẻ tuổi đang được phát hình trên kênh VTV Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng còn lại để hai vị bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi cho quý khán giả. Một lần nữa xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi câu hỏi được ghi nhận từ cộng đồng ạ. Tôi Nguyễn Ngọc Dung ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Gần đây là tôi nghe nói là bệnh nhân trẻ tuổi là thường bị là nhồi máu não.
nếu như tiêm mà để mà cho nó tan cái cục máu đông á thì nó ảnh hưởng tuổi thọ. Cái cách tốt nhất là luồn cái sợi dây để lấy cái cục máu đông nó ra. Vậy có đúng không? Xin nhờ bác sĩ giải đáp. Dạ cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Nhung ạ. Về câu hỏi này xin được mời bác sĩ Trần Chí Cường có thể giải đáp cho chị Nhung ạ. Rất là cảm ơn chị Nhung đã dành thời gian nghiên cứu về bệnh đột quỵ cũng như là có một câu hỏi rất là hay. Thì với cái phương pháp điều trị thuốc tan cục máu đông và cái phương pháp can thiệp lấy cục máu đông ra ngoài thì nó đó là hai phương pháp không loại trừ nhau và có chỉ định hoàn toàn có những cái chỉ định rất là rõ ràng. Yeah. Và xin đính chính ngay và luôn và nói rất là nhấn mạnh là với cái thuốc tan cục máu đông đó thì chúng ta điều trị đúng cách, đúng phương pháp thì nó cứu được rất rất là nhiều bệnh nhân chứ không phải là chích vào cái thuốc đó thì nó làm giảm tuổi thọ. Tuy nhiên thì chích cái thuốc tan cục máu đông đó, cái điều kiện thứ nhất là chúng ta phải được chẩn đoán đó là nhồi máu não và bệnh nhân được đến trong cái khoảng thời gian vàng là trước 4 giờ rưỡi. Có nghĩa là từ lúc khởi phát cho đến lúc bệnh nhân được tiêm cái thuốc tan cục máu đông đó thì càng sớm càng tốt và thời gian cho phép tốt nhất là trước 4 giờ rưỡi. Và ngoài cái thời gian vàng đó thì bệnh nhân khi mà chúng ta tiêm thuốc tan cục máu đông đó thì cái nguy cơ không hồi phục là rất cao cũng như là nguy cơ tăng cái tỷ lệ là xuất huyết não sau khi chúng ta tiêm cái thuốc tan cục máu đông. Và cái tỷ lệ xuất huyết não nghĩa là khi mà chúng ta tiêm cái thuốc đó vào đó thì trung bình nó khoảng 5%. Và chúng tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều trường hợp cũng như là phần lớn tất cả các bệnh viện có đơn vị đột quỵ thì đều chứng kiến rất nhiều trường hợp là bệnh nhân trước đó vài giờ bị liệt. Sau đó chúng ta tiêm cái thuốc tan cục máu đông này vào thì chỉ cần 30 phút, 1 giờ sau thôi thì bệnh nhân có thể co giũ tay chân, bệnh nhân có thể mở mắt, bệnh nhân có thể phục hồi lại bình thường trước mắt người nhà. Trước cái niềm vui vỡ òa, nói chung là chúng ta rất là hạnh phúc vì điều đó. Do đó thì cái vấn đề là thuốc tan máu đông nó giống như là một cái phao cứu sinh cho bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não, mà đặc biệt là cái tắc nghẽn mạch máu nhỏ đến trong thời gian vàng. Mặc dù có tỷ lệ là rủi ro bị tai biến chứng xuất huyết 1-2%, nhưng mà chúng ta bắt buộc chỉ có cái phương pháp đó là tối ưu nhất trong cái trường hợp mà nhồi máu não, tắc mạch máu nhỏ. Trường hợp thứ hai là sử dụng những cái dụng cụ để lấy huyết khối đó thì cái chỉ định thứ nhất là bắt di bất dịch là bệnh nhân phải tắc nghẽn mạch máu lớn. Tại vì mạch máu nhỏ quá thì chúng ta không thể nào đưa những cái cọng dây giống như sợi chỉ đi lên tới mạch máu. Và cái đường kính mạch máu trung bình là phải từ trên dưới 2mm trở lên. Có nghĩa là mạch máu lớn, nghĩa là 2 ly thôi là đã là mạch máu lớn rồi chúng ta thấy. Và nó có chỉ định rất rõ ràng và bệnh nhân đến trong cửa sổ giờ vàng trước 6 giờ là lý tưởng nhất, tốt nhất để chúng ta can thiệp thành công và nó có tỷ lệ thành công cao. Và bệnh nhân đến ngoài cửa sổ giờ vàng, nghĩa là càng ngoài cửa sổ giờ vàng 6 giờ, chúng ta có nghe rất nhiều những phương pháp như là phần mềm trí tuệ nhân tạo, rabbit gì đó, thì chúng ta phải đưa qua những phương pháp đánh giá xem là bệnh nhân đột quỵ đến trễ giờ vàng, cái não còn có được cứu sống hay không, bằng những cái phương pháp chuyên khoa, những phương pháp rất là tốn kém và cái khả năng thành công cũng không cao bằng so với bệnh nhân đột quỵ mà đến trước 6 giờ. Chúng ta không cần phải tốn tiền thêm, không cần phải suy nghĩ nhiều để tái thông mạch máu. Thì hy vọng rằng với cái phần trả lời vừa rồi thì giải đáp được thắc mắc cho chị Nhung cũng như tất cả mọi người, tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Ý nghĩa quan trọng nhất đối với cộng đồng chúng ta, thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ là quyết định gần như là cái sự sống còn, cũng như là quyết định được cái góp phần vào cái giúp cho người thân chúng ta cải thiện được cái phục hồi chức năng sau đó. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Về vấn đề điều trị cho bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi thì quý khán giả đang theo dõi chương trình chắc chắn sẽ có rất là nhiều thắc mắc. Vậy ngay bây giờ thì Mỹ Ngọc xin được kết nối điện thoại với một khán giả đang đợi máy để được trao đổi với hai bác sĩ. Alo, chương trình xin chào khán giả ạ. Xin chào chị Mỹ Ngọc. Dạ, chào anh bác sĩ. Tôi là khán giả ở Cà Mau, tôi tên Vinh. Tôi muốn được tư vấn về vấn đề tái khám ạ. Dùng thuốc sau đột quỵ nữa. Người thân của tôi bị đột quỵ thì mới hơn 20 tuổi à. Nhưng cũng được cứu sống và bây giờ là bình thường nhưng không có bệnh gì hết trơn á. Dạ, tôi xin hỏi hai bác sĩ là em ấy có phải là đi tái khám hoài và dùng thuốc đến suốt đời không bác sĩ? Dạ, cảm ơn ạ.
Xin được cảm ơn câu hỏi của anh Vinh. Và xin được mời anh Vinh cũng như là quý khán giả sẽ nghe phần tư vấn thắc mắc từ bác sĩ Quỳnh Quốc Sĩ ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Vinh. Thì chắc là anh Vinh cũng rất là quan tâm sức khỏe của người thân của mình nên mới đặt câu hỏi như vậy. Yeah. Thì trước tiên thì chúng ta phải xác định rõ là cái người thân của anh là bị đột quỵ ở cái dạng nào, và chúng ta đã có từng tầm soát những cái nguyên nhân mà gây ra đột quỵ hay chưa. Và nếu như chúng ta chưa làm những cái chuyện đó thì chúng ta nên đi tầm soát ngay. Và một số cái nguyên nhân thì chúng ta phải can thiệp để mà có thể là ngừa cái đột quỵ tái phát lần thứ hai. Và cái đột quỵ tái phát lần thứ hai thường nó sẽ nặng nề. Thí dụ như lần thứ nhất thì có thể là may mắn mình có thể không bị tàn tật, nhưng mà lần thứ hai có khi nó sẽ nặng nề, nó sẽ tàn tật. Và cái chuyện điều trị quan trọng nhất hiện tại, mình đã hồi phục rồi, đi đứng sinh hoạt gần như là bình thường rồi, thì chúng ta cần phải tầm soát cái nguyên nhân là chúng ta bị đột quỵ do nguyên nhân gì. Chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân đó. Nếu như chúng ta chưa làm đó thì chúng ta nên đi làm ngay. Và có một số nguyên nhân thì chúng ta phải có thể can thiệp được, và chúng ta chỉ cần đi theo dõi thôi, không cần phải dùng thuốc, không phải uống thuốc gì hết. Chúng ta can thiệp xong coi như là chúng ta giảm được cái nguy cơ vì đột quỵ về sau. Và một số nguyên nhân thì chúng ta phải uống thuốc hàng ngày và tái khám định kỳ cho các bác sĩ chuyên khoa người ta theo dõi, để người ta có thể can thiệp vô những yếu tố đó, nguy cơ đó, để hạn chế được cái rủi ro đột quỵ tái phát về sau. Thì cái lời khuyên của tôi là anh nên đi tới một cái bệnh viện tuyến chuyên khoa để chúng ta tầm soát các cái nguyên nhân về đột quỵ cho người thân của anh để chúng ta điều trị. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Chương trình tiếp tục nhận được rất nhiều câu hỏi của quý khán giả đã gửi về cho chúng tôi. Xin được đọc câu hỏi của anh Nguyễn Văn Đức ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Anh hỏi là cách đây một tháng tôi bị tức ngực thường xuyên, đi khám, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu cục bộ, có cho tôi dùng thuốc, tôi vẫn tuân thủ và sắp tái khám. Tuy nhiên, tôi lo lắng là không biết tình trạng thiếu máu cơ tim dẫn đến nhồi máu cơ tim và có liên quan đến nhồi máu não hay không, và thiếu máu cục bộ có mang tính di truyền hay không. Tôi sợ con tôi sau này cũng sẽ bị di truyền từ tôi. Thắc mắc từ anh Đức, xin được mời bác sĩ Cường có thể giải đáp ạ. Rất cảm ơn anh Đức ở thành phố Nha Trang đã đặt câu hỏi cho chương trình. Thì với cái tình trạng của anh, nếu như chúng ta đã được các bác sĩ chẩn đoán là thiếu máu cục bộ cơ tim, thì với cái tình trạng này chúng ta phải điều trị tái khám thường xuyên, cũng như là chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến cái yếu tố nguy cơ của mình. Giả sử như chúng ta có yếu tố nguy cơ như là hút thuốc lá nhiều, đó là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu làm cho cái bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim nó nặng lên và có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Một số yếu tố nguy cơ khác như là bệnh nhân có tiểu đường, có mỡ máu cao, có tăng huyết áp, thì chúng ta phải kiểm soát thật tốt yếu tố nguy cơ để nó dự phòng cũng như là giảm nguy cơ dẫn đến cái nhồi máu cơ tim. Và nhồi máu cơ tim có dẫn đến nhồi máu não hay không thì có thể dẫn đến yếu tố nguy cơ, nghĩa là bệnh nhân có bệnh lý mạch vành thì có tăng khoảng cỡ 30-50% bệnh lý mạch máu nói chung. Và một trong những cái nguyên nhân đó là có thể dẫn đến cái trong bệnh cảnh chung của bệnh lý mạch máu thì có thể gia tăng cái nguy cơ bị đột quỵ nhồi máu não. Và tại bệnh viện thì chúng tôi cũng đã từng điều trị rất là nhiều lần bệnh nhân có cái tình trạng đột quỵ kèm theo nhồi máu cơ tim, và ngược lại nhồi máu cơ tim kèm theo đột quỵ não. Đó là hai cái đó thì hoàn toàn có thể xảy ra trên cùng một bệnh nhân, nó làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Và tuy nhiên thì một vấn đề là hai cái bệnh này hoàn toàn cho đến ngày nay thì chúng ta chưa có quy kết được do một cái gen nào nó truyền lại cho con cái của mình. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có ghi nhận là có yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong những gia đình có rất nhiều người là tăng huyết áp người trẻ chẳng hạn, hoặc là có rất nhiều người trong gia đình cùng bị cái bệnh là thiếu máu cơ tim. Và điều này cũng có thể do cái lối sống trong gia đình chúng ta giống nhau, ăn uống giống nhau, rồi là chế độ tập thể dục vận động, rồi là một số cái cách thói quen sinh hoạt nó giống nhau đó, hoặc là môi trường sống chúng ta giống nhau, thì vẫn có thể có yếu tố gia đình trong vấn đề đột quỵ cũng như là bệnh tiểu đường nói chung. Nhưng mà cái gen nào thì tới hiện nay thì chúng ta chưa có quy kết được cái gen nào là nó di truyền trong cái bệnh đột quỵ cũng như là nó di truyền trong cái bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim chẳng hạn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp tục sẽ là câu hỏi của anh Quy Hoàng, 26 tuổi, ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hoàng hỏi là xin bác sĩ diễn giải thêm về mối liên quan giữa thói quen tắm đêm với bệnh đột quỵ ạ. Vì người trẻ như tôi hay ỷ lại vào việc tắm đêm sau một ngày lao động kéo dài, vì tôi thường xuyên về khuya.
bác sĩ Sĩ có thể giải đáp cho anh Hoàng không ạ? Về cái việc mà cảm ơn anh Hoàng về câu hỏi của anh. Thì tôi xin trả lời câu hỏi của anh Hoàng. Thì cái việc mà tắm đêm với việc đột quỵ thì hầu như sách vở thì người ta cũng không có nói chuyện tắm đêm là nó có sẽ bị đột quỵ, sẽ ảnh hưởng tới chuyện đột quỵ. Thì hầu như là không có cái chuyện nó không ảnh hưởng. Tuy nhiên là chúng ta phải chú ý chuyện này. Về tắm đêm thì chúng ta nên là tắm nước ấm. Chúng ta không có nên tắm nước lạnh quá. Vì khi lạnh quá thì nó sẽ làm cho thế giới đang mệt mỏi mà về mà xối một gáo nước lạnh lên là chúng ta có thể huyết áp rồi nó lên vật này kia thì nó cũng có thể, nó là cái như là mình xui thôi, cái đó gọi là xui thôi, nhưng mà mình nên tắm nước nóng thì nó sẽ tốt hơn. Và nếu như mà phải đưa lời khuyên thì tôi cũng không có nói là nó không liên quan gì cả. Nó có thể là một cái giọt nước làm tràn ly. Có nghĩa là trên cái người bệnh nhân đó đã có sẵn những cái dị tật mạch máu não rồi, hoặc là người ta đã có sẵn cái bệnh lý tăng huyết áp, đang huyết áp đang 200. Nghĩa là giả sử như chúng ta đang huyết áp rất là cao mà chúng ta không hề biết. Rồi chúng ta xối một gào nước lạnh vô người thì cái mạch của chúng ta đó, nghĩa là các mạch máu ngoại biên trên da chúng ta nó co lại. Nó co lại thì nó sẽ đẩy máu về cơ quan sâu là tim và não. Thì trong cái giai đoạn đó có một số trường hợp là bệnh nhân có thể là có một yếu tố khởi phát, nghĩa là gì, chúng ta châm cái ngòi lửa cho cái đột quỵ nó xảy ra. Thì đó là chúng ta cũng có ghi nhận một cái sự tình cờ về xảy ra đột quỵ lúc tắm đêm là có, nhưng mà giống như bác sĩ nói là chúng ta không có một cái bằng chứng nào để cho một người bình thường rồi đi tắm đêm giống như tôi á, nhiều khi là 11, 12 giờ cũng bắt buộc phải tắm. Đó, do đó thì các bác sĩ là cái này thói quen này cũng gặp khá là nhiều. Mà nhiều khi chúng ta trong cái hoàn cảnh bắt buộc thì chúng ta vẫn phải tắm đêm. Nhưng mà cái lý tưởng nhất, giống như bác sĩ nói đó, là chúng ta phải canh cái nhiệt độ làm sao nó trung bình khoảng 36, 37 độ. Nghĩa là càng gần nhiệt độ cơ thể chúng ta càng tốt. Chúng ta không nên tắm cái nước quá lạnh, nó làm cho chúng ta co mạch, làm cho phản ứng cơ thể chúng ta có thể có những cái gia tăng tạm thời cái lưu lượng máu lên các cơ quan sâu bên trong. Dạ, bác sĩ Cường vừa nhắc tới vấn đề về huyết áp thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi ở Đà Nẵng. Đó chính là anh Hữu Dũng có thắc mắc như thế này. Huyết áp tăng cao bao nhiêu và đến mức nào thì có nguy cơ gây đột quỵ? Người trẻ ít có thói quen kiểm tra về huyết áp. Vậy có những dấu hiệu nào về huyết áp ở người trẻ để họ cần quan tâm đến nguy cơ về đột quỵ ạ? Bác sĩ Cường có thể giải đáp tiếp tục ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Hữu Dũng ở thành phố Đà Nẵng. Thì đây là câu hỏi rất là hay và tôi cũng rất hân hạnh được trả lời câu hỏi này. Tại vì á, vấn đề huyết áp là gần như nó là một cái vấn đề ai cũng biết hết rồi, nhưng mà cũng chẳng mấy ai quan tâm. Và cái thực trạng đau lòng là gì, là hơn 50% bệnh nhân tăng huyết áp chúng ta không hề biết chúng ta đang bị tăng huyết áp. Và càng đau lòng hơn là khoảng cỡ 30% bệnh nhân điều trị huyết áp thì bỏ cuộc nửa chừng. Nó làm cho cái tỷ lệ xuất huyết não chúng ta rất là khó kiểm soát. Thì quay lại vấn đề thì huyết áp bao nhiêu là nguy hiểm, thì theo sách vở các tài liệu nghiên cứu chúng ta đã chứng minh rằng mức huyết áp từ 180mm thủy ngân, đó gọi là mức tăng huyết áp ác tính. Có là từ cái mức 180 trở lên thì bệnh nhân có nguy cơ bị xuất huyết não tăng lên gấp hơn 3 lần so với người huyết áp bình thường như chúng ta. Bình thường thì khoảng 120 thôi, còn bây giờ nó lên 180. Nhưng mà thực tế lâm sàng á, có những chuyện rất là buồn cười, nghĩa là khi tôi khám bệnh cũng như là tất cả các bác sĩ ở nước mình khám bệnh và trên thế giới nói chung, thì khi khám tư vấn cho một bệnh nhân tăng huyết áp, người ta thường từ chối uống thuốc. Lúc đó người ta hay nói rằng là bác sĩ ơi, tôi cảm thấy bình thường à, vậy thì tôi có nên uống thuốc huyết áp hay không? Thì khuyến cáo của Hiệp hội Y khoa tất cả các nước cũng như là Hiệp hội tăng huyết áp trên thế giới thì người ta khuyên rằng nếu như mức huyết áp của chúng ta từ 140mm thủy ngân trở lên thì đó là gọi là mức tăng huyết áp một cách rõ ràng, chúng ta không còn bàn cãi nữa, và từ mức 140 thì chúng ta phải nhanh chóng uống thuốc và chúng ta phải nhanh chóng kiểm soát lại tất cả những yếu tố nguy cơ để làm huyết áp chúng ta trở lại bình thường. Chứ chúng ta nếu mà lơ là chủ quan đến cái mức báo động đỏ 180mm thủy ngân trở lên thì nguy cơ xuất huyết não rất là cao. Và giống như bác sĩ đã chứng kiến rất nhiều trường hợp là khi bệnh nhân, kể cả người trẻ, không hề biết mình bị tăng huyết áp, đến phòng cấp cứu là rơi vào tình trạng xuất huyết não, thì lúc đó mới té ngửa ra là quá ra là mình bị tăng huyết áp, không điều trị. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thời gian của chương trình không còn nhiều, chúng tôi xin được tiếp tục với câu hỏi của anh Vũ Quang Đáng ở Đắk Lắk. Anh hỏi là tôi muốn tầm soát để phát hiện nguy cơ đột quỵ sớm tại bệnh viện SIS Cần Thơ. Xin hỏi yêu cầu này có được đáp ứng dễ dàng không ạ? Xin mời bác sĩ Sĩ ạ. Xin cảm ơn anh Vũ Quang Đáng đã có câu hỏi rất là hay.
Và từ lúc mà thành lập bệnh viện tới giờ thì hầu như nếu như bệnh nhân nào mà có nhu cầu về tầm soát đột quỵ mà khi mà liên hệ với bệnh viện thì lúc nào cũng sẽ được ưu tiên để mà chúng ta làm cái dịch vụ này. Và chỉ cần là một cuộc điện thoại và một cái đặt một cái lịch hẹn và chúng ta chỉ tới bệnh viện và làm trong một ngày và chúng ta đi về. Yeah. Rất là đơn giản. Và bệnh viện chúng tôi thì rất là hoan nghênh tất cả các cái bệnh nhân mà có cái sự quan tâm tới sức khỏe của mình và có nhu cầu là tới tại bệnh viện để tầm soát đột quỵ, và chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình trong cái việc mà bệnh nhân tới để mà thăm khám. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi của anh Tươi ở Hà Nội. Tôi bị đột quỵ đã 10 năm rồi. Hiện nay mắt tôi bị khó nhìn, tai đau, vai phải. Năm nay tôi 55 tuổi. Xin hỏi là tôi nên thăm khám ở bệnh viện chuyên khoa nào là tốt nhất, bác sĩ Cương? Vâng, chương trình cũng rất là vui được trả lời câu hỏi của anh Tươi ở tận thủ đô Hà Nội. Thì với cái tình trạng sau khi bị đột quỵ, nếu chúng ta có những dấu hiệu về mắt, ví dụ như là mờ mắt, nhìn rối loạn thị trường, nghĩa là nhìn không rõ đó, thì hai chuyên khoa mà chúng ta cần phải quan tâm, thứ nhất đó là chuyên khoa về mắt. Chuyên khoa thứ hai đó là chuyên khoa về thần kinh đột quỵ. Thì cách đây vài tuần thì tôi có khám và điều trị cho một trường hợp bệnh nhân sau đột quỵ không yếu tay yếu chân mà chỉ bị ảnh hưởng rối loạn về thị giác mà thôi. Nghĩa là bệnh nhân nhìn mờ, bệnh nhân thấy nó nghĩa là nhìn cái hình ảnh nó bị méo mó. Thì đó là một cái trường hợp điển hình của cái nhồi máu não dùng vỏ não thị giác. Do đó thì chúng ta phải khám đánh giá lại chuyên khoa thần kinh, các bác sĩ chuyên điều trị về đột quỵ, để chúng ta xem là mình có bị tổn thương ngay cái vùng vỏ não thị giác hay không. Tuy nhiên với một vấn đề nữa là tuổi chúng ta từ 55 tuổi thì cũng có thể bị những vấn đề lão hóa về thị giác. Do đó thì chúng ta phải đi khám thêm chuyên khoa mắt để xem là chúng ta bị nguyên nhân nào. Thì hy vọng rằng là với cái phần trả lời vừa rồi thì sẽ giúp ích nhiều cho anh Tươi trong cái việc phục hồi lại thị lực. Dạ, xin được cảm ơn thay mặt quý khán giả cũng như là ekip thực hiện chương trình. Rất cảm ơn bác sĩ Trần Chí Cường cũng như là bác sĩ Huỳnh Quốc Sĩ đã nhiệt tình tham gia giải đáp câu hỏi của quý khán giả. Quý khán giả thân mến, chương trình Kết nối Y tế kỳ 6 chúng ta đã trải qua hơn 40 phút. Với nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành đột quỵ và bằng sự nhiệt tình thì hai vị bác sĩ đã giải đáp rất nhiều thông tin bổ ích, nhiều câu hỏi từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Và mong rằng sau chương trình này thì quý khán giả, nhất là những người trẻ tuổi, sẽ có cái nhìn khác hơn về căn bệnh đột quỵ. Tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ sẽ xảy ra với bất kỳ ai và ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Chúng ta một khi hiểu biết về căn bệnh nguy hiểm này thì không chỉ giúp ích được cho bản thân mà còn có thể bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của những người xung quanh mình. Một lần nữa, Mỹ Ngọc và ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn hai vị bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý khán giả còn điều gì cần trao đổi thêm, xin mời gửi thư về địa chỉ Ban thư ký chương trình Kết nối Y tế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, số 407, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chương trình Kết nối Y tế kỳ 7 của VTV Cần Thơ sẽ tập trung cho chủ đề Điều trị thoát vị đĩa đệm không dùng thuốc. Mời quý khán giả cùng đón xem. Còn bây giờ, chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.